Xin chào tất cả các bạn. Vào những ngày thời tiết nồm ẩm như thế này mà có một chiếc máy hút ẩm thì sẽ giúp cho nhà bạn luôn có được không gian thông thoáng, không khí trong lành và an toàn. Máy hút ẩm Fuji E được ứng dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, có thiết kế thì nhỏ gọn, thanh lịch, có thể di chuyển được bởi nhờ bánh xe chuyên dụng nằm ở dưới phần đáy. Máy có công suất lên tới 12 lít trên ngày, phù hợp với không gian từ 10 đến 20 m2. Ngoài chức năng hút ẩm siêu việt, máy còn có khả năng loại bỏ các vi khuẩn, các tạp chất khói bụi giúp cho không khí được trong lành. Máy còn có khả năng sấy quần áo tiện lợi, hẹn giờ lên tới 24 giờ, vận hành thì rất là êm ái, không gây tiếng ồn. Nếu chúng ta sử dụng chiếc máy Fuji E này thì mọi rắc rối trong ngày nồm ẩm sẽ được giải quyết. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại điện máy Quang Hạnh để mua được sản phẩm chính hãng với giá cả ưu đãi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.